đây 5-6 trái nè. À, trên đây dính nguyên đùm nữa nè, ở đây nữa nè, tổng thể là không thiếu trái đâu nha. Cho dù sổ nhị đi đọt, gặp thời tiết bất lợi, bộ lá yếu, hiện tại đang đi đọt luôn, nhưng mà mình có cách là mình giữ được cái tài sản cho khách hàng của mình. Đó, đó mới là quan trọng nha. Xin chào các bạn, cái đã lắm. Hôm nay mình quay một cái vườn ở Cái Răng. Mục đích mà mình làm cái video này á là cái anh chủ vườn này, là cái vườn này là mấy bạn cũng biết là nó có tuổi rồi ha. Mà thấy trái đậu nè, là nhìn cái cây sầu riêng thì mấy bạn biết là chủ vườn cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng mà sau rất là nhiều năm làm á, nè đậu nữa mà, thì anh không tìm được công thức chung đó. Cứ buông cái này bắt cái kia, buông cái này bắt cái kia. Thật sự là nếu mà thật sự á, cái sầu riêng mấy bạn làm á, theo kinh nghiệm á, thì nó không sai đâu, anh cũng kinh nghiệm gì lắm, nhưng mà không có một công thức chung và không có một cách làm nào chung hết đó. Thì lúc mà anh biết mình á, là cây của anh đang si lắm và đang sổ nhị giờ đi đọt luôn nó, thì mình sẽ anh kêu là mình đưa cho anh một cái bài là để giữ trái lại nha. Cây si thì chấp nhận, lúc đó cây nó cũng si lắm, giữ trái lại. Mấy thằng thấy đậu nè, giữ trái lại rồi sau này phục hồi cây nha. Anh nói là năm nay lỡ cỡ như thế này rồi thì mình giữ được cũng phải là hơn 1.000 trái cho anh, vườn anh cũng 80-90 cây gì đó nha. Mà cái cây như thế này thì hai cái bằng cây của người ta các bạn, dự đang khoảng là 1.000 trái như thế này. Cái mẫu trái này mấy bạn thấy cái mẫu anh kêu mình xuống coi là thứ nhất là trái lá, thứ hai là cái mẫu trái này, thì làm cách nào cho những cái hông này nó phì ra gì sáu nha. Anh nói bóng 3 số 16 là sai rồi, mình nói ha, cái dàn cây của anh nó chỉ được đi 12-11-18 hoặc 12-12-17 của gia ra đậu nữa bạn. Cái này nè, nó hơi ngược sáng, hơi khó thấy. À, thì cách để mấy bạn vỗ cái hông này ra và dưới cái đột đi như thế này, thì cây mà nó cháy lá nó xi như thế này thì bắt buộc cây nó, nguyên lý cây trồng mà nó phải đẩy cái đột ra nha. Thì mình á, cây nó xi như thế này thì mình phải dịu cái đột thôi, mình phải lấy cái đột này nó, mấy bạn thấy lá già nó cũng hư hết rồi, lấy cái đột này giờ mình giữ trái, mình làm sao cố gắng mình sửa trái là khoảng 73 là mình còn bán trái, là năm sau mình phục hồi lại và có giá nữa. Đậu cũng đỡ lắm mấy bạn, nói gì chứ không thiếu trái đâu nè. Đùm này không 6-7 trái nè, trên đây nè, ở trên đó nè ha. Nhờ được cái bộ ba đậu trái của mình nó dính trái nhiều, ảnh phun được hai lần bộ đôi chăn đọt của mình trái này mấy bạn ha. Tổng thể thì hôm nay vẫn ổn đó. Thì vẫn nuôi trái được, thì vẫn có trái bán, vẫn có một chút lợi nhuận, thì vẫn có một cái gì đó đằng năm sau mình đầu tư lại ha. Đó, trái nè. Đó, vườn này tới bán luôn chỉ được bóng 12-12-17 hoặc là 12-11-18 nha. Trái nhiều lắm. Cái vườn này nếu mà phục hồi bài bán đàng hoàng, làm với mình từ đầu ha. Anh nói là làm sao anh sẽ làm với mình từ đầu hết. Đậu nhiều lắm. Nó lấp trong cái lá này cũng trái không nè. Tại trái nó nhỏ các bạn hay khó thấy. Đọt đi nữa các bạn. Nha. Thì vẫn giữ cái đọt này và mình làm cách nào làm cho đọt này già lại. Và ở trong á, cái nào bị ra á là mấy bạn dùng công thức 12-12-17, các bạn phun vào những, rồi mình cho cái bộ lớn trái, các bạn phun vào cái mặt này nè, cái mặt mà nó bị lép học nè, các bạn phun vào cho nó kéo cái học nó ra, rồi ở ngoài mình cũng vẫn phun cho lá nó nhanh già nha. Rồi bón xen kẽ với NPK 12-12-17 là cái 3-8 của mình. 3-8 này nó vừa nuôi cây được, vừa nuôi đọt được và nó vừa nuôi trái được, đậu đỡ lắm mấy bạn. Cái vườn này phải có 3-8 và phải có cái bộ đôi lớn trái của mình, các bạn thấy không? Cái bộ đôi trái của mình nó đậu ghê lắm. Thì nuôi cái trái này mày nói ha, cái đất cái vườn này đi rất là xốp các bạn. Anh nói là cái cây này nó si này, mà đậu dữ lắm nè. Ở đây 3 trái ha. Là mình đi trên cái mô này, cái vườn này mình cảm thấy là cái mô nó rất là xốp. Đây mày mà. À, trái nhưng mà nó hơi vượt sáng này, tại vì mình đi á nên là buổi chiều tối rồi à, thì mình sẽ giữ trái được và mình sẽ lấy được một cây đọt nhẹ, 1-2 lá, 2-3 lá đằng mình còn lá đằng mình nuôi trái, thì làm sao mình phục hồi lại mình làm bài bán lại. Thì nhảy ngang gặp tại tiết bắt lại thì mình giữ được số lượng trái như thế này là ảnh rất là hài lòng nha. Rồi năm sau bắt đầu mình làm lại nha, bình thường thôi. Đó, mình thất bại thì mình làm lại thôi mấy bạn.
mình biết sai chỗ nào thì mình rút cái sai đó ra, là sau này mình né nó là thành công thôi nha. Đó thì tổng quan là cái vườn này xử lý như thế, đầu ghê lắm mấy bạn. Cử tiếp theo anh mới bón 3 số 16, cử tiếp theo mình bón 12 12 17, 5 ngày sau, 3 tới 4 ngày sau, 3 tới 5 ngày mình cho bón cái 3 số 8 nha. Rồi 5 7 ngày sau bón lại 12 12 17 nữa. Rồi ở trong khung bộ ba lớn trái của mình nha, giống như cái video trước vườn chú Năm Đạt ở Tiền Giang đó nha, mình có làm đó clip. Thì bạn làm như thế cho mình thì cái trái này sẽ khắc phục được cái tình trạng là cái trái nó hơi xấu nha, cây thiếu lá đậu cũng đặt đúng không đó nha. Cổng qua thì đếm một cây, nãy giờ mình đếm là một cây khoảng hai mấy trái, thì với cái dàn lá này hai mấy trái này là được rồi, nó đậu nhiều lắm nhưng mà anh chú vừa anh cắt dưới đây nữa nè. Mình ưu tiên là hơi cắt cắt bỏ bớt để cho cây mình hồi lại, năm sau mình làm lại, mình giữ được cái cây là mình còn cuộc chơi. Lúc trước anh bắt tay vào anh làm trái á, cái vườn anh nó si lắm, lúc chưa gặp mình, còn gặp mình là đã xong nghỉ rồi, chạy vô tới nhà mình rồi, thì đâu nó vào đấy rồi, thì mình chỉ là tái nước theo mưa thôi ha. Đó mà mình giữ trái được rất là ổn. Đây nè, kỹ cho bạn xem mấy cây này, thấy gì đậu cũng kinh khủng lắm nha. Đó, trên đầu mình hai ba trái nữa nè. Rồi ok, tổng thể là cái vườn này xử lý như thế ha. Cuối video mình sẽ chia sẻ lại cái cách, nói lại nó ngắn lại cái cách mà mình giữ trái và mình dỗ trái cho cái vườn này ha. Dưới đó nè, tổng thể là ok, trái thì không thiếu ha. Mà mấy bạn biết là hôm nay mưa kinh khủng lắm, hôm nay là 14 tháng 10 âm lịch rồi, năm 2021 rồi mà mưa gì đó nha. Rồi ok, mình sẽ cắn bó với cái vườn này tới cuối bán và xong mình phục hồi lại năm sau làm lại cái quy trình cho các bạn xem theo cái quy trình của mình và theo cái kinh nghiệm của anh chủ vườn này, theo những mùi cái mà anh đúc kết được ha, cùng nhau hợp tác để thành công nha bạn. Mình nói rồi ha, chỗ này đậu kinh khủng nè. Mục đích mình phát triển cái kênh này lên là mình muốn ai làm cây sầu riêng, bà con mọi miền cùng trao nhồi với nhau, ai làm cây sầu riêng cũng đạt nha. Rồi cảm ơn cả nhà, mấy cây này đậu kinh khủng lắm nè. Đây nè, ở đây là 7 đống trái nè, đây nè, với lại anh chồng quá trời gặp nha. Thì trồng gạch như thế này là cây nó, rồi anh sẽ học nó, thì cây mình nó không có được cục đất bao nhiêu hết á, nhưng mà mình biết cắt cho nó ăn. Nên là đây 5-6 trái nè, trên đây dính nguyên đùm nữa nè, ở đây nữa nè, tổng thể là không thiếu trái đâu nha. Cho dù sổ nhị đi đọt, gặp thời tiết bất lợi, bộ lá yếu, hiện tại đang đi đọt luôn, nhưng mà mình có cách, đang mình giữ được cái tài sản cho khách hàng của mình, đó mới là quan trọng nha. Trái cũng đã lắm. Rồi xin chào mấy bạn nha. Đây là cái sản phẩm mà mình đưa vô vườn xài trong cái tình trạng mà nó khắc nghiệt như thế ha, cây đi đọt rồi cây đang lúc sơ nhị phun đậu trái xong, bây giờ cây em dần bị có dấu hiệu chảy lá nữa, nên sắp tới thì mình sẽ cho chủ vườn dùng cái quy trình như thế này. Chủ vườn nó phun được của mình là 2 lần men tốt rồi, không ngoài lá, thì hôm nay là cây có hiện tượng là đứng trái lá lại và đẩy cái đọt ra, và cái phần lá nó xanh lại hết rồi ha, trái lá thì 1-2 cây thôi nha. Thì cái dàn lá yếu lúc trước mà cây yếu á, ép buộc làm trái thì cây nó phải si nha các bạn. Đó, mình là hôm nay là mình phun men tưới được 2 lần, mình khắc phục được cái tình trạng là trái lá nha, và cây đã nhóm đọt ra. Tiếp theo mình sẽ cho dùng bộ loa chặn đọt này, chủ vườn nó phun được 2 lần bộ loa chặn đọt này của mình, thì cái đọt nó đứng lại trong lúc sơ nhị, và mình xử lý được là mình phun bộ loa đậu trái của mình nữa, thì cây nó sẽ đậu trái tới thời điểm này nha, là dứt điểm. Rồi tiếp theo mình sẽ cho nhiều cái đọt ra bằng cũng bằng bôi chặn đọt luôn. Mấy bạn phun cho mình cái liều chặn đọt là 400 lít nước. Mấy bạn phun cho mình cái liều mà cho lá mở nhanh nha. Thì phun cho mình 500 tới 600 lít nước. Đó. Mình dùng cái này luôn thay thế cho cái Envin. Cái Envin thì bây giờ giá nó cao quá, Envin nó cao quá, mình xài không nổi nha. Rồi trong trái tiếp theo mình sẽ phun bộ ba lên trái của mình. Bộ ba lên trái này mình thì mình giới thiệu rất là nhiều trên video rồi ha. Nó gồm Romax siêu to trái cực mạnh, thành phần nó là NBK cân bằng 367,
Tiếp theo là cái Vocogym nha. Vocogym thành phần đó là chất hữu cơ dinh dưỡng, đặng mình có dinh dưỡng mình đưa vào trái cho nó phì hỏng ra. Còn cái CR13 này, đặc biệt cái CR13 này rất là hay các bạn. Nó có cái lân và cái kali cao, cái lân và cái kali 22% nha, lân 22%, kali cũng 22%, giúp cho cái hông của mình giữ được cái học lại nha. Cái kali cao giữ cái học lại và cái lân trái nó xanh, thì vào khung giùm mấy bạn thấy trái nó xanh, cái trái nó chậm phát triển cái bề ngang ra. Và đặc biệt đưa dinh dưỡng vô, là bê ga vô và đưa chất hữu cơ vô, đạm vô, trái nó sẽ phì hỏng ra nha. Rồi ok là mình giải quyết. Còn phân á, gốc mình nói rồi, mình bón cái da ga 12-12-17. Lại đây mình quay cho các bạn xem. Đây, phân bón cái 12-12-17 hoặc là 12-11-18 của da ga ha. Đó, bón cho mình xong. Cây này là không được bón 3 số cân bằng nha, chỉ được bón 12-11-18 hoặc là 12-12-17 của da ga thôi nha. Bón xong 3-4 ngày sau dùng cái 3-8. 3-4 ngày sau dùng cái 3-8 này nha. Cây của chủ vườn này cần 3-8 này. Tại vì sao? Mình nói lại sơ lại thôi về cái 3-8 này. 3-8 này thành phần nó là humus các bạn. Tức là chất hữu cơ đã phân hủy hoàn toàn rồi thì mình bón vào là cây mình ăn được ngay. Thì lý do để ăn được ngay đó, bón vào cây trồng mình lấy được liền, thì mình sẽ dùng trong giai đoạn này để cho cái cây của mình á, nó có dinh dưỡng nha, có thức ăn, đã có nuôi đọt cho nuôi trái, thì bên cạnh đó nó ăn được ngay thì trái nó sẽ phì hỏng ra, và đặc biệt là cái đọt, nuôi được cái đọt luôn ha. Thì mình cho cái đọt nó nhanh ra nữa, thì sau này cái đọt nó lụa già lại thì mấy bạn sẽ thấy trái nó lớn nhanh kinh khủng, và trái đặc biệt là nó phì hỏng ra mà bạn rất là bất ngờ luôn nha. Kết hợp ngoài đọt không bao giờ chăn đọt nữa, cho lá nhanh đọt nhanh già nữa, thì sau này các bạn sẽ thấy là cái trái nó tròn cực kỳ, và đặc biệt là mình lấy được một cái đọt ha. Đó là một quy trình của hẹp đưa ra ăn xử lý cái vườn này ha, trong cái giai đoạn mà thời điểm khắc nghiệt như thế. Mà mình khuyến cáo á, cây của mình á mà không bị dịch dạng như thế thì mình cũng dùng 3-8 này 1-2 lần, đặng cho cái dàn lá mình nó xanh nha mấy bạn. Bón vào cái phân 3-8 này, bảo đảm mấy bạn 3-5 ngày tới 7 ngày mấy bạn sẽ thấy cây mình dàn lá nó xanh lại liền nha. Tại vì nó có dinh dưỡng mà, nó ăn được ngay thì bón vào là nó xanh liền nha. Rồi quay lại, cây của chủ vườn này sắp tới sẽ có hình tiện là trái lá nha. Thì đã phun được 2 lần nguyên tốt thì lá nó xanh lại đứng rồi, nhưng mà mình sẽ ngừa thêm là mình phun cái manco xanh này. Cái manco xanh này thành phần là gì các bạn? Thành phần đó là manco Z 800g/kg, nó là gồm là kẽm và mangan nha. Thì mình sẽ áo tạo một lớp áo ngoài bề hoặc lá là bằng cái kẽm và cái mangan này, đặng cho nấm bệnh nó không tấn công vào phần cháy, nhìn tấn công lan vô những cái phần lá sạch của mình ha. Thì mình kiểm soát được nấm khuẩn trên lá thì cây của mình sẽ đứng hiện tượng cháy lá nha. Và đặc biệt là cái manco xanh này nó cao cấp, nó sẽ làm cho lá mình nó xanh luôn, giữ đứng cổ lá như thế này đấy khi mình thu hoạch luôn ha. Đó là một quy trình nhà mình dùng trong cái thời điểm mà nó khắc nghiệt như thế này. Và mình cam kết với bạn là 15-20 ngày sau mình sẽ tranh thủ mình xuống vườn này mình cập nhật lại trái lớn. Tại vì lúc này cái trái nó nhỏ, mình quay video hơi nhanh, mặt đất nó hơi trơn nữa nha. Thì bạn thông cảm là mình lúc mình xuống vườn này á, trời vừa chút mưa thì mình đi hơi nhanh, tại vì cái mặt bờ nó trơn quá mình đi hơi nhanh, với lại cái video nó hơi lắc, thì bạn coi với bạn chịu thông cảm như mình nha. Đó, rồi 20-30 ngày sau mình sẽ xuống mình cập nhật cho mấy bạn xem là tình trạng của cái vườn này nó sẽ ổn như thế nào sau khi mà dùng cái quy trình của mình nha. Rồi ok, mỗi giai đoạn thì có cách khác nhau hết nha. Từng giai đoạn, từng cái khó, từng nút thắt thì mình có cách mình gỡ hết nha. Quan trọng là chủ vườn hợp tác với mình thì sẽ có kết quả. Sau này mình sẽ cập nhật cho bạn biết là kết quả nó sẽ như thế nào nha. Rồi ok.